Kính thưa tất cả quý khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng Sáng thứ năm ngày 3 tháng 11 năm 2022 Từ thành phố Houston, Texas Thưa quý khán thính giả Sau đại hội thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc Bầu ông Tập Cận Bình làm nhiệm kỳ thứ ba Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ tịch quân ủy trung ương và nay mai tiếp tục là chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung quốc thì khoảng chừng một tuần sau thôi rất là nhiều tin đồn rộ la trên mạng xã hội nói rằng có những người đang âm mưu sẽ đấu đá với ông tập cận bình tới cùng một mất một còn đó là một âm mưu lớn đảo tránh chính trị. Và nhiều người nói chính ông Tăng Khánh Hồng là đối thủ không đội trời chung với ông Tập Cận Bình đang điều động cuộc đảo tránh này. Thưa quý khán giả, đó là dư luận, nhất là trên các mạng xã hội ở hải ngoại như là youtube, facebook, vân vân. Vậy thì uh, câu chuyện nó như thế nào, dư luận đó có thiệt hay không và ai tung ra dư luận đó lại là một chuyện khác. Trước tiên uh, tôi xin nói về tiểu sử của ông tăng khánh hồng một chút xíu. Nhân vật này là nhân vật mà tôi uh, theo dõi từ lâu lắm. Khi mà ông đi theo ông giang trạch dân lên trên bắc kinh và rồi sau đó đó là ông lại là người lập ra chủ thuyết cho ông Giang Trạch Dân. Đó là chủ thuyết ba đại diện. Chủ thuyết này đã được đưa vào Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16. Đó là chủ thuyết ba đại diện. Và cũng chính chủ thuyết ba đại diện này của ông sau này ông hồ cẩm đào không chấp nhận vì ông hồ cẩm đào muốn có một góc nhìn mới đến thời của ông tập cận bình thì ông càng bỏ nó vào thùng rác hơn nữa và ông tập cận bình thì đã đi một con đường mà ngày hôm nay tất cả mọi người đã nhìn thấy là con đường một vành đai một con đường trung hoa mỏng đó là sự khác biệt giữa tuyết ba đại diện do ông Tăng Khánh Hồng đã từng đưa vào đại hội thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng nay coi như nó không còn vết tích thưa quý khán giả và lúc đó tôi cũng chú ý tới ông Tăng Khánh Hồng vì ông đã tiếp phái đoàn của Trung Hoa Quốc dân Đảng đến thành đô của Tứ Xuyên nơi đó những người lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc như ông Tăng Khánh Hồng đã bàn bạc với trung hoa quốc dân đảng và ông tăng khánh hồng đã nói chấp nhận cho trung hoa quốc dân đảng về sinh hoạt hạn chế ở trong lục địa nhưng với điều kiện đó là đài loan phải thống nhất với trung quốc và đảng cộng sản trung quốc vẫn là đảng lãnh đạo nhưng mà trung hoa quốc dân đảng đừng chống đối đảng cộng sản trung quốc nữa bắt đầu từ chuyến đi đó của trung hoa quốc dân đảng tới thành đô tỉnh tứ xuyên và gặp gỡ ông tăng khánh hồng thì họ trở về đài loan và chúng ta đã thấy trung hoa quốc dân đảng không còn có nhiệt huyết chống đối đảng cộng sản trung quốc ra mặt nữa và trở thành một lực lượng đối trọng với đảng dân tiến vì đảng dân tiến lại chủ trương muốn tách rời đài loan ra chứ không muốn thống nhất trong hòa bình với lục địa nói đến thành đô của tỉnh tứ xuyên tôi nhớ lại câu chuyện của một nick tên là kamin tung ra nói rằng là đảng cộng sản việt nam và lãnh đạo của nhà nước việt nam đã qua bên thành đô tỉnh tứ xuyên gặp gỡ lãnh đạo của trung quốc trong đó có ông tăng khánh hồng để quyết định đó là từ năm 2021 thì Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc. Tôi đã từng phân tắc nói rằng chuyện đó là chuyện xạo làm sao có thể được. Thì tôi cũng xin nhắc lại với quý khán giả. Tới năm 2021 không hề có chuyện đó. Tôi cũng đã từng làm một clip về vấn đề này. Nhưng tôi cũng xin thưa với quý khán thính giả, chuyện này cho thấy vai trò của ông tăng Khánh Hồng vào thời kỳ đó rất quan trọng như thế nào. Ông ấy là một người ảnh hưởng lớn vô cùng. Bây giờ nhiều người vẫn hy vọng rằng Trung Hoa Quốc Dân Đảng đã đi theo con đường của ông tăng Khánh Hồng thì nay mai Trung Hoa Quốc Dân Đảng cũng sẽ vận động để thống nhất với lục địa trong hòa bình hơn là bằng bạo lực từ Bắc Kinh. Nên nếu nói rằng công của việc mà đấu tranh hòa bình thống nhất thì phải nói ông tăng Khánh Hồng đã làm điều đó cách hiệu quả hơn nhiều và tôi đã theo dõi chuyện đó từ năm 1991 92 gì đó. Nhưng tôi cũng theo dõi một chuyện nữa Đó là năm 1999 Chính ông Tăng Khánh Hồng Là mưu sĩ cho ông Giang Trạch Dân Để bắt giam và triệt hạ Giáo phái Pháp Luân Công Ở trong lục địa Vì họ nghĩ rằng giáo phái này Không phải chỉ là thực tập Về thiền, về sức khỏe Mà có âm mưu chính trị nên tôi theo dõi ông Tăng Khánh Hồng rất lâu vì lúc đó tôi còn nhớ đó là ông là ủy viên tổ chức của đảng. Là nhân vật đứng đằng sau ông Giang Trạch Dân. Hầu hết chuyện gì ông Giang Trạch Dân cũng giao cho ông Tăng Khánh Hồng. Thế thì tôi xin nói sơ về tiểu sử của ông Tăng Khánh Hồng trước rồi tôi sẽ nói là ai đã tung tin là ông Tăng Khánh Hồng muốn làm đạo chánh. Thưa quý khán giả, ông Tăng Khánh Hồng, ông sinh năm 1939 ở trong một gia đình cách mạng ở tại Cát An, tỉnh Giang Tây. Cha ông là một người có công với cách mạng. Nhưng sau này, chắc quý khán thính giả cũng đã nhớ Mao Trịch Đông đã chủ sướng lên những giai đoạn như là trăm hoa đua nở, bước nhảy vọt và cách mạng văn hóa thì cha ông cũng đã từng bị đi đầy vào trong các hầm mỏ để làm việc cũng giống như chính ông Đặng Tiểu Bình cũng đã phải từng đội những cái mũ gọi là háng giang rồi đi vào trong các cái hầm mỏ để làm việc ông Đặng Tiểu Bình thì sau đã qua được và trở thành là người lãnh đạo tối cao của Trung Quốc còn cha ông thì bị mang tên là Hán Giang, không được giống như là ông Đặng Tử Bình. Nhưng sau này ông cũng được trả tự do và những người con của cha ông như chính ông Tăng Khánh Hồng lại được gọi là các hoàng tử của đảng mà. Ông Tăng Khánh Hồng là một trong những hoàng tử của đảng là vì con của một nhà cách mạng lão thành. Rồi sau khi mà cha ông đã được trả tự do và ông Đặng Tử Bình đã nắm lại quyền hành, mở cửa lại và trả tự do cho các công thần của đảng Cộng sản Trung Quốc trước đây bị Mao Trịch Đông bắt bớ. Thì ông Đăng Khánh Hồng trở thành một người Đồng Minh thân cận với ông Giang Trạch Dân vì ông Tăng Khánh Hồng lúc đó được đưa vào trong đoàn thanh niên cộng sản mà ông Giang Trạch Dân thì là một người lúc đó là lãnh đạo của ông. Trong thời kỳ ông còn ở trong đoàn thanh niên cộng sản, ông là một kỹ sư chuyên về vấn đề mà các cái nút tự động, remote control vân vân. Và sau biến cố Thiên Nam Môn năm 1989, ông Giang Trạch Dân được ông Đặng Tiểu Bình mời từ Thượng Hải lên trên Bắc Kinh. Thì ông Tăng Khánh Hồng đã thay thế chức vụ của ông Giang Trạch Dân ở tại Thượng Hải. Và khi ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền, thì ông Tăng Khánh Hồng đã được điều động về Bắc Kinh trở thành là người cố vấn rất đặc biệt cho ông Giang Trạch Trân. Đã nhiều lần ông Giang Trạch Trân chuẩn bị vị trí cho ông Tăng Khánh Hồng thay thế cho ông. Nhưng mà ông Tăng Khánh Hồng bị lép vế trước một người lúc đó nổi danh hơn và đã được sự đồng ý của ông Đặng Tiểu Bình trước khi mà ông Giang Trạch Dân trở thành là người lãnh đạo cao cấp nhất. Người đó chính là ông Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ Cẩm Đào nổi cộm lên thì đã coi ông Tăng Khánh Hồng như là một đối thủ chính trị rất nguy hiểm. Nên dần dần ông Hồ Cẩm Đào đã triệt tiêu những đàn em thân tín của ông Tăng Khánh Hồng Nên ông Tăng Khánh Hồng là kẻ thù không đội trời chung của ông Hồ Cẩm Đào trước Sau khi mà ông Hồ Cẩm Đào rời khỏi chức Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào năm 2012 Thì khi ấy, ông Tăng Khánh Hồng đã quá tuổi rồi Ông Tăng Khánh Hồng lúc đó theo tuổi Tây là đã 73 tuổi rồi. Nên ông không còn khả năng để vào trong ban chấp hành trung ương và bộ chính trị. Lúc đó thì nổi lên lại chính là hai người. Một là ông Tập Cận Bình. Hai là ông Lý Khắc Cường. Ông Lý Khắc Cường thì lại được ông Hồ Cẩm Đào bảo vệ coi như là đàn em thân tín của ông Hồ Cẩm Đào nên ông Tăng Khánh Hồng giàu có muốn gì đi nữa cũng bất lực trước thế lực hùng mạnh của hai người là ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường nên nhiều người nói ông hoạt động bằng cách khác đó là tạo cho đàn em thân tín của ông bước vào chính trường cao hơn chuyển tiền sang nước ngoài cho các doanh nhân làm việc gửi con qua úc để xây dựng thực lực vân vân nhưng mà những điều mà ông làm thì ông gặp phải đối thủ rất là cao tay đó là ông tập cận bình và ông lý khắc cường là đàn em của ông hồ cẩm đào nên chúng ta thấy những đàn em của ông tăng khánh hồng đã bị đốt lò hết như là ông Bạc Hy Lai, như là ông Chu Vĩnh Khang, vân vân Nên thế lực chính trị của ông Tăng Khánh Hồng đã bị cắt tỉa hết rồi từ cả thập niên trước. Trong thập niên qua, ông ẩn mình sống để an nhàn và nếu có gì đó thì là lợi nhuận của các doanh nhân ở nước ngoài gửi về. Vậy thì tại sao trong vài ngày qua lại có tin nói rằng ông là người chủ động ở đằng sau để mà âm mưu đảo chánh ông Tập Cận Bình? Thưa quý khán thính giả, nếu mà ông Tăng Khánh Hồng có sức làm đảo chánh thì ông đã làm đảo chánh từ năm 2008 hoặc năm 2012. Chứ bây giờ ông đã tuổi già, sức yếu, tám mươi mấy tuổi, đàn em đã bị cắt tỉa hầu hết rồi. Còn sức đâu để mà đòi đấu với một người coi như quyền uy tuyệt đối bây giờ là ông Tập Cẩn Bến. Nên là chúng ta thấy tung tin như thế nó không có lý. Vì ông Tăng Khánh Hồng biết ông đâu còn có đủ sức để mà đấu với ông Tập Cận Bình. Nhưng ai đó tung tin ra là có mục tiêu triệt hạ cho bằng được ông Tăng Khánh Hồng. Ai? Ai thì chắc quý vị còn nhớ năm 1999. Khi mà ông Tăng Khánh Hồng là một người đương quyền nhân vật thứ hai sau ông Giang Trạch Dân tưởng rằng sẽ được thay thế. Thì ông đã triệt hạ nhóm Pháp Luân Cộng pháp nhóm giáo phái pháp luân công căm thù ông tăng khánh hồng vô cùng họ căm thù cho tới ngày hôm nay vẫn không tha ông tăng khánh hồng nên à, nghi ngờ thứ nhất đó chính là nhóm pháp luân công tung tin này ra để cho ông tập cận bình lấy cớ gì đó triệt hạ luôn ông tăng khánh hồng triệt hạ hết các đường dây làm ăn của ông ấy không cho con cái của ông Tăng Thánh Hồng trở về nước Trung Quốc nữa. Đây là chiêu tả đao sát nhân mượn tay giết người của nhóm Pháp Luân Công là nghi ngờ thứ nhất. Nghi ngờ thứ hai là chính là ông Tập Cận Bình tung tin này ra. Để nhân cơ hội này đó là ông triệt được ông Tăng Thánh Hồng luôn. Thì không có một nguyên lão nào dám rục rịch để chống đối ông Tập Cận Bình vì ông tăng khánh hồng đã từng xây dựng hạ tầng cơ sở rất vững mạnh mà còn bị triệt xong hết thì lấy ai có đủ khả năng nữa chẳng lẽ ông lý khắc cường thủ tướng đương nhiệm đang sắp sửa về hưu ông lý khắc cường được đỡ đầu bởi ông hồ cẩm đào ông đang về hưu ông có thể có nhiều sức mạnh có thể làm đảo tránh được nhưng nếu mà ông nhìn thấy ông tăng khánh hồng mà bị triệt như thế thì ông không dám rút rịch đâu. Nên à, tung tin mà ông Tăng Khánh Hồng làm đảo tránh có thể chính là mưu kế của ông Tập Cận Bình. Vì như thế là cách Sơn đã ngưu triệt hạ ông Tăng Khánh Hồng liền để sao? Để răng đe những người có thực lực như ông Lý Khắc Cường, phe của ông Hồ Cẩm Đạo. Quý khán thính giả hãy nhớ ông tăng khánh hồng tuy bất mãn với ông tập cận bình nhưng ông ấy cũng là đối thủ của ông hồ cẩm đào cũng là đối thủ của ông lý khắc cường luôn nên là ông tập cận bình đạp một cái bên phía của ông tăng khánh hồng để dội lại bên phía của ông hồ cẩm đào và ông lý khắc cường để hai người đó biết rằng làm đạo tránh không có dễ đâu làm đạo chánh không có dễ đâu Nên nghi ngờ thứ hai Chính là tung tin này ra Lại là do đàn em Thân tín của ông Tập Cận Bình Để Xem thử động thái của ông Tăng Khánh Hồng như thế nào Nên tôi cho rằng Thông tin trong những ngày qua Nói rằng Ông Tăng Khánh Hồng đang chuẩn bị một cuộc đảo tránh Thì điều đó không phải do chính ông Tăng Khánh Hồng muốn mà do ai đó muốn hãm hại ông Tăng Khánh Hồng thì đúng hơn. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.